Xin sư cho con hỏi ý nghĩa tên của sư Hạnh Tuệ là gì? Cái sự trung tâm hết rồi. Nó kỳ à, chứ sư thì tên thế danh của sư á là tên Trí ha, tên Trí à, thì xuất gia thì trí với tuệ nó gần nhau, cho nên là lấy cái tên là Tuệ. Và ngay cả tức là sư phụ sư vị thầy Tế Độ à, pháp danh của ngài là Thiện Hạnh, cho nên lấy cái chữ Hạnh làm chữ lót. Đó là toàn bộ lý do tại sao có cái tên sư Hạnh Tuệ, đơn giản như vậy thôi. Wow.